Hưng Yên có bao nhiêu tướng, Hưng Yên hóa chẳng khác nào quân phiệt hóa. Hiện nay Hưng Yên có 7 người trong Trung ương Đảng là ông Tô Lâm, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Hải Ninh, Đỗ Tiến Sĩ. Trong đó có 2 người là ủy viên Bộ Chính trị. Chỉ tính những người trong Trung ương Đảng, Hưng Yên có đến 5/7 là tướng công an và quân đội. Đấy là chưa kể đến những nhân vật còn đang xếp hàng chờ Tô Lâm đẩy vào Trung ương Đảng, trong đó có ông Vũ Hồng Văn, thiếu tướng công an. Thực tế Tô Lâm đang xây dựng bộ khung Hưng Yên dựa vào tướng công an làm nòng cốt. Bộ khung bên trong bao gồm Tô Lâm, Tổng Bí thư, Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Duy Ngọc đang được nhắm đến ghế thường trực Ban Bí thư trong tương lai. Bộ khung bên ngoài gồm 2 tướng quân đội là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Trung ương Đảng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Tô Lâm đang nỗ lực hết sức để đưa ông Hoàng Xuân Chiến vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn ông Nguyễn Hồng Thái vào ghế Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới. Với Tô Lâm, Bộ Công an là căn cứ địa, còn Bộ Quốc phòng là nơi ông đang tìm mọi cách để mà chiếm giữ. Trước đây khi phe Phan Văn Giang và phe Lương Cường đấu nhau thì Hoàng Xuân Chiến mất hút, không có khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi sau khi Tô Lâm bất ngờ làm phản, chiếm ghế Tổng Bí thư thì thế và lực của Hoàng Xuân Chiến nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể là đối thủ của Phan Văn Giang tại Bộ Quốc phòng. Trước đây, Tô Lâm phải tìm mọi cách để chiếm giữ Ban Bí thư dựa trên căn cứ địa vững chắc tại Bộ Công an. Nay ban này đã nằm gọn trong tay của Tô Lâm và ông ta đang chỉnh sửa căn cứ địa mới này để không còn ai có thể cản đường ông ta ở đây. Chắc chắn một ngày không xa, Ban Bí thư sẽ là căn cứ địa vững chắc cho Tô Lâm sau Bộ Công an. Căn cứ địa thứ hai này sẽ do Nguyễn Duy Ngọc trấn giữ. Như vậy, chỉ còn lại Bộ Quốc phòng là nơi Tô Lâm đang muốn chiếm giữ làm căn cứ địa thứ ba để hệ sinh thái quyền lực của ông ta có thể đứng vững trên chiếc kiềng ba chân. Nếu loại được nhóm Phan Văn Giang và Nguyễn Tân Cương, lúc đó căn cứ địa thứ ba sẽ thuộc về Tô Lâm. Ông có thể ổn định quyền lực được xây dựng trên 3 trụ cột do toàn cấp tướng nắm giữ. Hai nhân vật dân sự gốc Hưng Yên trong Trung ương Đảng là ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Có lẽ họ chưa được hưởng lợi từ những ông tướng gốc Hưng Yên. Tô Lâm là tướng công an, ông cần các vị tướng công an và quân đội để mà chấn giữ các vị trí quyền lực có tính chất trụ cột cho nhóm Hưng Yên của ông ta. Còn những người ngoài lực lượng vũ trang khó đáp ứng được kỳ vọng của ông. Rất có thể Đại hội 14 năm 2026, ông Vũ Hồng Văn là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế sẽ vào Trung ương Đảng để tham gia vào hệ sinh thái quyền lực của Tô Lâm. Đáng chú ý, ông Vũ Hồng Văn là thiếu tướng công an nên sẽ đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy quyền lực của ông Tô Lâm. Như vậy, rõ ràng nhóm Hưng Yên của Tô Lâm chủ yếu phát triển dựa trên tướng công an và quân đội. Nếu như Tô Lâm thành công bố trí được hệ sinh thái quyền lực như ý muốn, thì chắc chắn chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mang màu sắc quân phiệt. Nhiệm kỳ tới, rất có thể sẽ có nhiều tướng công an chuyển vào Ban Bí thư. Ông Lương Tam Quang trấn giữ Bộ Công an, nâng đỡ hàng loạt tướng tá gốc Hưng Yên, rồi sau đó chuyển vào Ban Bí thư. Nếu Đảng Cộng sản bị Hưng Yên hóa, thì Đảng cũng sẽ có xu hướng quân phiệt hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay với bản tin Hưng Yên có bao nhiêu tướng, Hưng Yên hóa chẳng khác nào quân phiệt hóa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Hát chui ở Mỹ bị lộ, Mr. Đàm đối mặt với đòn trừng phạt của nhà cầm quyền. Vào ngày 10 tháng 7, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cơ quan chức năng phạt hành chính 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng vì theo huy hiệu biệt động bội tình, một loại huân chương của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phát hành từ những năm 1950 đến năm 1974, và ông đã đeo những huân chương này. Quyết định xử phạt là do bà Trần Thị Diệu Thúy,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, thì báo Vietnamnet có bài Đàm Vĩnh Hưng vẫn hát ở Mỹ, liệu có vi phạm quy định cấm biểu diễn hay không? Bài báo đề cập tới việc ca sĩ này có lịch biểu diễn tại Mỹ trong khi đang thụ lý lệnh cấm 9 tháng từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả bài báo rất khéo léo, vẫn dẫn chứng khán giả đặt câu hỏi. Việc Đàm Vĩnh Hưng đi lưu diễn nước ngoài liệu có trái với quy định đình chỉ hoạt động biểu diễn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào hồi tháng 7, nam ca sĩ bị cơ quan chức năng phạt cấm biểu diễn 9 tháng vì đeo hiệu lạ trình diễn show. Có lẽ tờ báo này không dám chắc Đàm Vĩnh Hưng có làm sai quy định hay không. Đây được xem là cách tờ báo dình các hoạt động của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ rồi tố với chính quyền thông qua báo chí. Quyền phán quyết về việc Đàm Vĩnh Hưng có vi phạm lệnh cấm hay không thuộc về chính quyền. Bài báo dẫn thắc mắc của khán giả trong phần bình luận rằng Hưng hát lại được rồi và lời đáp của ca sĩ ở nước ngoài thì không sao ạ. Có lẽ trong lệnh cấm trên không quy định việc cấm ca sĩ biểu diễn ở nước ngoài chăng? Ở đất nước này dù có làm đúng luật thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi việc bị xử lý bởi chính quyền lâu nay hành xử theo quyền luật là tao, tao là luật. Nếu chính quyền muốn bắt lỗi Đàm Vĩnh Hưng thì không khó, chỉ là họ có muốn giở trò hay không mà thôi. Thật ra, việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu biệt động bội tinh của Việt Nam Cộng Hòa không có gì là nghiêm trọng. Hiện nay, bộ quần áo dằn di của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được nhiều người ưa chuộng. Những người thích mặc bộ quần áo này không phải vì muốn lật đổ chế độ, mà đơn giản chỉ là một mốt hoài cổ hoặc phong cách cá nhân. Nó chỉ là một xu hướng thời trang của một nhóm người. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện dân chơi cưỡi xe Harley Davidson mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa và đội nón cối. Người này khiến cộng đồng mạng chê cười vì cách ăn mặc bị cho là quê mùa. Tuy nhiên, đấy là sở thích cá nhân, là gu thời trang của anh ta. Anh ta không phạm pháp khi ăn mặc như thế. Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu biệt công bội tinh cũng chỉ là một món trang sức, một gu thời trang của ca sĩ này. Hành động này tương tự một số người mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa hay anh chàng đi xe Harley Davidson mặc đồ bộ đội. Việc nhà cầm quyền Cộng sản dẫy nảy lên đã cho thấy vấn đề nằm ở trong những cái đầu của những kẻ đang cầm quyền. Họ sợ hãi những biểu tượng có liên quan đến chế độ cũ và cố tình ghép tội cho Đàm Vĩnh Hưng, chứ chẳng có thứ luật lệ nào cấm điều đó cả. Không nhà nước nào đi cấm khu thời trang của công dân nước mình. Một khi chính quyền cố ghép tội với Đàm Vĩnh Hưng để cấm anh biểu diễn 9 tháng thì không có gì đảm bảo rằng họ không cố nặn ra lý do gì đó để phạt chuyện anh đi biểu diễn ở nước ngoài trong khi thụ lý lệnh cấm. Nếu hoạt động dựa vào luật pháp mà được an toàn thì đất nước này đã không có các tù nhân lương tâm. Ở Việt Nam, khi muốn thụy uy với dân, muốn người dân phải biết vâng lời thì nhà cầm quyền Cộng sản không ngại sử dụng thủ đoạn, bởi họ là luật, còn các văn bản luật chỉ để làm cảnh mà thôi. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Hát chui ở Mỹ bị lộ, Đàm Vĩnh Hưng đối mặt với đòn trừng phạt của nhà cầm quyền. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.